Đây là giấy rắc để lấy nguồn DC và thiết bị. Cái này thường được gắn ở trên mạch. Đấy, loại này chân bằng đồng hết này. Đấy, hoạt động của cái rắc này như này. Khi mà cắm cái rắc nguồn được vào thì đây là chân số 1 này, sẽ nối với cực dương của rắc nguồn này. Chân này, chân số 2 này thì sẽ nối với cực âm của rắc nguồn này. Đấy, còn cái chân số 3 này ấy, khi mà chưa cắm rắc vào thì nó sẽ nối với chân số 2. Còn cắm cái rắc nguồn được vào thì nó sẽ bị cắt khỏi chân số 2 này. Đấy. Nó có thể dùng nhiệm vụ đóng ngắt ở trên mạch điện tùy theo cái ý đồ thiết kế của mình. Đấy, còn kích thước thì tùy theo loại. Như cái loại này thì là 5.5 x 2.5mm. Lõi là phi 2.5. Đường kính ngoài của rắc được vào là 5.5.